Xin mời các đại biểu chúng ta cùng chạm vào tay để chào đón cô Vũ Anh. Thank you.
Thank you.
theo sở thích của nhóm mình, đúng không? Cảm ơn con. Và
bên điều hành nội dung này. Các phương pháp để điều hành. Đầu tiên chúng tôi muốn nhắm lên chị gái, giúp nhắm cái bảng thư ra. Thank you.
cần chính xác cô chỉnh sửa lại một chút. Ở quận Long Biên có ngôi trường cấp 2 như thế, tên chính xác là trường trung học cơ sở chất lượng cao Chupana đấy con ạ. Ngôi trường này được gửi gắm rất nhiều niềm tin tưởng, mong chờ các thế hệ học sinh đều học theo gương học trò thầy Chupana, học hành chăm chỉ, đi đủ công đạt đấy. Cô có được biết thêm một câu chuyện nữa về thầy giáo Chupana học trò của mình muốn chia sẻ thêm cho các bạn. Đó là như bạn qua vừa giới thiệu, học trò của thầy giáo Chupana đều học rất giỏi, thi cử đỗ đạt và nhiều học trò được làm quan to trong chiều. Mỗi lần tri ân thầy giáo, học trò về các vị quan đó đều kính cẩn chào thầy rất lễ phép, thể hiện tinh thần truyền thống tôn sư trọng đạo với các con ạ. Thank you.
cô lấy một câu hỏi năng lượng nhé. Nếu như bạn thân của mình làm sai điều gì đó, mình có mắc cô hay không, có chia sẻ với cô biết hay không, hay là mình giấu đi, mình có dũng cảm chia sẻ không nhỉ? Mời trọng nhân. Vâng thưa cô ạ, mình xin chia sẻ với cô và chú với các bạn. Rồi để các bạn là các con cần học tập các vị doanh nhân để mình dũng cảm ngay trong cuộc sống và những câu chuyện thường ngày của chúng mình nhé. Bên cạnh những vị doanh nhân vừa được kể ra, còn có biết thêm những doanh nhân nào khác ở Hà Nội? Mời con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
định nào?